Hướng dẫn đầu tư crypto cơ bản cho người mới tập 2. Blockchain là gì? Phân loại coin, token trong thị trường crypto. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của HC Capital. Và mình là Peter và đây là một video nằm trong series hướng dẫn đầu tư crypto dành cho người mới bắt đầu từ A đến Z, A bờ cờ tất cả những thứ cơ bản, căn bản nhất. Trong video đầu tiên thì mình đã hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho anh em cách đọc hiểu các thông tin cơ bản trên các website là CoinMarketCap và CoinGecko.com. Và đối với các nhà đầu tư crypto thì việc nắm bắt những cái chuyển động về giá cả cũng như là dữ liệu của thị trường crypto trên hai website này là cực kỳ quan trọng. Và nếu như những anh em nào muốn xem lại video thì mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả cho anh em nhé. Anh em hãy click vào đấy để mà xem lại nha. Video ngày hôm nay cũng sẽ bao gồm nhiều kiến thức quan trọng mà mình nghĩ sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho anh em khi mà mới bắt đầu tìm hiểu đầu tư crypto đấy. Đó sẽ là những cái khái niệm tổng quan nhất về công nghệ blockchain là gì, cách nhận biết và phân biệt các đồng coin hay token trên thị trường crypto. Không phải để anh em chờ lâu nữa, bắt đầu thôi. Công nghệ blockchain là gì? Blockchain hay cuốn sổ cái là hệ thống cơ sở dữ liệu cho phép lưu trữ và truyền tải các thông tin, block, chúng được liên kết với nhau nhờ mã hóa. Các khối thông tin này hoạt động độc lập và có thể mở rộng theo thời gian. Chúng được quản lý bởi những người tham gia hệ thống chứ không thông qua một cái đơn vị trung gian nào cả. Nghĩa là khi mà một khối thông tin được ghi vào hệ thống blockchain thì không có cách nào thay đổi được nó cả. Chỉ có thể bổ sung thêm khi mà đạt được sự đồng thuận của tất cả mọi người. Khối thông tin mà chúng ta đang nhắc đến là những cuộc trao đổi này, những giao dịch ở trong thực tế. Công nghệ blockchain giúp đảm bảo cái tính bảo mật cao, loại bỏ cái tình trạng đánh cắp hoặc là sửa đổi thông tin. Và nhờ nền tảng phi tập trung thì các thông tin trong blockchain không bị kiểm soát bởi một bên duy nhất nào cả. Nó còn được biết đến là cơ chế đồng thuận, phân tán đồng đẳng. Những thông tin duy nhất mà anh em cần nhớ trong khái niệm của công nghệ blockchain là sự bảo mật cao, tính độc nhất và phi tập trung. Crypto hay cryptocurrency là gì? Crypto hay cryptocurrency là dạng tiền điện tử do các dự án trên blockchain ban hành, được sử dụng như là một phương tiện giao dịch trên các blockchain như thưởng cho các miner mua vốn đầu tư dự án. Crypto sử dụng thuật toán mã hóa để đảm bảo bảo mật thông tin giao dịch dưới dạng kỹ thuật số và kiểm soát cái việc tạo ra các đơn vị mới thông qua công nghệ blockchain. Có mấy loại crypto ở trên thị trường? Hiện nay trên thị trường có hai cách để mà phân loại cryptocurrency. Thứ nhất là coin và token, thứ hai là bitcoin và altcoin. Coin là gì? Coin là loại tiền được ban hành, phát triển trên một blockchain riêng biệt và hoạt động độc lập. Coin ra đời với mục đích giải quyết các vấn đề thanh toán này, tài chính này, bảo mật, phát triển này, ứng dụng của chính cái blockchain đó. Mỗi blockchain chỉ có một coin duy nhất mà thôi. Ví dụ như là Bitcoin Network sẽ có đồng coin là BTC, Ethereum có đồng coin là Ether, ETH ấy. Ngoài ra thì còn có Cardano với ADA, rồi Solana với SOL, rồi Binance Smart Chain với BNB. Vậy thì token là gì? Token cũng là một đồng tiền được phát hành trên blockchain, nhưng mà nó không có blockchain riêng mà phải sống ở trên các blockchain khác. Ví dụ Kono, token của Konomi là token vì được lưu trữ giao dịch trên blockchain Ethereum. Ray, token của Radium là token vì được lưu trữ và giao dịch ở trên blockchain Solana. Cả hai đều không có blockchain là Konomi hay là Radium. Một số token khi mà dự án phát triển đủ mạnh sẽ hướng đến phát triển như là một nền tảng blockchain riêng cho chính token đó. Và khi ấy token này sẽ được xem như là coin. Ví dụ trước khi mainnet, SOL token của Solana ấy là token được lưu trữ và giao dịch ở trên Ethereum. Nhưng sau khi mainnet thì Solana đã có một blockchain riêng và lúc này thì Solana trở thành đồng coin trên Solana blockchain. Các đồng token khác có thể được tạo ra trên blockchain Solana. Bitcoin và altcoin. Theo cách phân loại này thì chúng ta sẽ chia cryptocurrency thành hai loại là Bitcoin và phần còn lại. Bitcoin thì chắc chắn là anh em nào cũng đã biết rồi. Đây là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới và đặt nền móng cho sự phát triển của thị trường crypto. Altcoin là từ ghép của alternative và coin để tạo thành altcoin, dùng để chỉ tất cả các loại coin hay token khác ngoài Bitcoin được xây dựng nhằm mục đích thay thế cho Bitcoin. Tuy altcoin được sinh ra nhằm mục đích thay thế cho Bitcoin, nhưng cá nhân mình nghĩ sẽ không có đồng coin hay token nào có thể thay thế Bitcoin cả. Bởi Bitcoin bây giờ đã trở thành một loại hình đầu tư lưu trữ giá trị. Giá trị ở đây chính là công sức mà những thợ đào phải bỏ ra để mà có thể đào được Bitcoin. Và trong thị trường crypto, tài sản trú ẩn khả dĩ nhất trong tương lai gần đối với thế giới ngoài kia đó chính là Bitcoin. Và với mạng lưới Bitcoin, anh em có thể chuyển các Bitcoin từ địa chỉ này đến địa chỉ kia. Tuy nhiên thì Ethereum cũng có thể làm được cái điều đó. Nhưng mà Ethereum còn có thể xử lý nhiều cái tác vụ máy tính phức tạp hơn
để mà khởi chạy các chương trình và tạo ra nhiều hơn những cái dịch vụ ở trên mạng lưới Ethereum. Các hệ sinh thái ở trong thị trường crypto. Hệ sinh thái trong crypto là một hệ thống gồm nhiều sản phẩm kết nối và hỗ trợ lẫn nhau bên trong một blockchain. Mỗi blockchain lúc này cũng giống như là một công ty này, cung cấp cơ sở hạ tầng, họ cũng sẽ muốn phát triển một hệ sinh thái đầy đủ của bản thân. Nói một cách dễ hiểu thì trong một hệ sinh thái sẽ chia thành nhiều dự án nằm trên các layer, các lớp khác nhau. Những dự án nền tảng như là Ethereum, BNB, Solana sẽ là những cơ sở hạ tầng về mặt công nghệ để mà xây dựng lên các cái dự án khác. Nó cũng giống như ở ngoài đời thực, sau khi mà có cơ sở hạ tầng như là đường xá này, rồi hệ thống điện nước các thứ này, rồi chúng ta mới có thể xây nên các cái dịch vụ kinh doanh, giải trí này, phục vụ nhu cầu của người dùng. Thì những cái dự án được xây dựng trong các hệ sinh thái như là Ethereum, Binance Smart Chain, Solana sẽ có các đồng token của riêng dự án đó. Và những mảnh ghép chính để hoàn thiện một hệ sinh thái trong crypto hiện tại sẽ là: thứ nhất, Transaction and Payment Services. Nhu cầu cơ bản nhất của một blockchain chính là giao dịch và thanh toán. Những mảnh ghép nhỏ bên trong sẽ bao gồm token, smart contract hay là wallet. Thứ hai là DeFi, hay viết tắt của Decentralized Finance. Đây là mảnh ghép được tập trung nhất hiện nay và đa phần blockchain đều đang cố gắng phát triển đầy đủ mảnh ghép này. DeFi thì cung cấp cho người dùng cái nhu cầu về giao dịch, vay, cho vay, gửi tiết kiệm mà không cần một bên trung gian thứ ba. Các thành phần chính của DeFi sẽ bao gồm Stablecoin, DEX là các sàn giao dịch phi tập trung, Lending, Borrowing, Synthetic. Thứ ba, chúng ta có Social Entertainment. Nhu cầu tiếp theo sẽ là tương tác cộng đồng và giải trí trên các blockchain đấy. Và những thành phần chính hiện nay trong mảng này là NFT, Games, Gambling. Thứ tư là Enterprise Blockchain Solutions. Cuối cùng là những ứng dụng của blockchain vào thực tế và một số lĩnh vực như là finance, tài chính này, supply chain này, chuỗi cung ứng này, healthcare, chăm sóc sức khỏe này, education, giáo dục này. Vậy thì các sàn giao dịch trên thị trường crypto hiện có những sàn nào? Anh em có thể mua bán tiền điện tử ở các sàn giao dịch. Trong crypto sẽ có hai loại sàn. Sàn tập trung, Centralized Exchange, là sàn giao dịch có một bên thứ ba đứng ra kiểm soát và làm cầu nối để mà trao đổi các tài sản crypto. Sàn DEX khác với sàn SEX ở chỗ là khi mà sử dụng cái sàn tập trung ấy, anh em sẽ trao quyền nắm giữ tài sản vào tay của sàn. Khi đó thì bản chất anh em chỉ đang được sàn cung cấp quyền truy cập và sử dụng số tài sản đó để mua bán giao dịch thông qua tài khoản của anh em. Mặt khác thì sàn có thể khóa quyền truy cập đó bất kỳ lúc nào mà họ muốn và anh em sẽ mất hết tài sản. Mà khi sử dụng sàn DEX hay là sàn phi tập trung, anh em hoàn toàn đang nắm toàn quyền sở hữu tài sản của mình. Tất cả các giao dịch sẽ được diễn ra ngang hàng thông qua các smart contract và private key sẽ do anh em nắm giữ. Và các sàn DEX phổ biến hiện tại có thể nói là Uniswap này, SushiSwap, Saber, QuickSwap hay là PancakeSwap. Và đó là những gì mà anh em cần khi mà bắt đầu tiếp cận thị trường crypto. Anh em cứ thử nốt lại các hệ sinh thái theo một hệ thống, anh em sẽ hiểu được cái cấu trúc của thị trường crypto. Tuy là mới đầu sẽ hơi khó hiểu, nhưng mà nếu anh em nghiêm túc với nó thì cái này không có gì là khó khăn cả anh em ạ. Hẹn gặp anh em ở những tập sau. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ video của HC Capital.